Mến chào cô chú anh chị và các em. Khi Thảo về Việt Nam á, hay đăng chiếc xe điện ba bánh này nè. Khi có nhiều anh chị em hỏi lắm, mua ở đâu giá nhiều. Nên bữa nay á, Thảo hỏi được bên gia đình nè, chính xác địa chỉ rồi giá cả đăng lên cho bà con cô bác biết nha. Bây giờ á, xăng lên giá quá nên cái xe điện này á, rất là tiện lợi, đặc biệt nữa cho những người mà khó đi lại á. Rồi mình đi chợ gần gần á, chở đồ cũng được. Mỗi lần sạc điện á, chạy được khoảng 30-40 cây số. Thảo coi trên website mà gia đình mới gửi tới cho Thảo á, thì thấy có nhiều loại xe lắm nha. Có chiếc mấy triệu rồi mười mấy triệu nữa. Còn cái chiếc gia đình mua nè, hồi lúc trước là khoảng 20 mấy triệu, mà bây giờ lên giá rồi. Bây giờ cái chiếc giống giống vậy nè, khoảng 28 triệu. Lúc trước á, cháu Thảo tìm được ở trên mạng nè, cái website đây, rồi mua ở trên mạng luôn, trả trước cho người ta 1 triệu đồng, sau đó người ta gửi xe cho mình á, xong rồi trả hết. Còn Thảo thấy trên website này còn đề là được trả góp nữa. Cái chiếc xanh xanh này nè, thì cháu nói á, là giống tựa tựa như chiếc gia đình Thảo mua, mà giờ nó nâng cấp hơn nữa. Nhiều khi nó chạy nhiều km hơn ha, rồi đẹp hơn nữa nè. Còn cái chiếc mà gia đình Thảo mua thì giờ không thấy nữa, thì tầm khoảng 20 mấy triệu ha. Rồi có chiếc rẻ hơn nè, rẻ hơn thì thấy đơn giản hơn, nhiều khi nhỏ hơn và chở được ít người hơn đó, không có rộng rãi bằng. Nên cái chiếc 20 mấy triệu là thấy rộng rãi á, dễ ngồi. Thảo đăng video này là theo yêu cầu của bà con cô bác ha. Có nhiều cô chú anh chị em muốn mua cho người thân ở nhà đó. Thảo về Việt Nam á, quay rất là nhiều video, không có kịp đăng luôn. Nên bữa nay đăng toàn cảnh khu vườn ở quê Thảo Bến Tre, rồi tạm biệt bà con hàng xóm và ghé thăm vườn của bà con hàng xóm ở quê Thảo. Quay lên cho cô chú anh chị và các em coi ha. Cây mai này á, hồi xưa một người bạn tặng cho Thảo, bạn học chung lớp sĩ á, lớp kế bên tặng, rồi mà bơm cát vô chết, giờ trồng cây mai khác vô. Cô sợ mấy đứa bận á, nên đâu có kêu cô làm từ sáng giờ chứ. Cây mai yêu quý của Thảo giờ nó đã già rồi, giờ đổi cây khác. Mai này chú tết không đẹp lắm hả Thảo? Dạ, hồi sáng giờ Thảo làm được nhiêu đây nè, không bồn chứ bồn. Rồi đổi chậu, mấy chậu luôn nè. Đó. Sạch đẹp đường khu rồi nè. Còn chỗ này thì Thảo trồng bông nè. Rồi trồng mấy cây, mua mấy cây sứ. Trời ơi, sứ được với sợ rẻ. Nó bỏ xuống sao luôn. Chưa nắng thấy ngồi coi mấy nhỏ tắm. Cái cột chùm tóc gì mắc cười vậy Thái? Cho bà con cô bác coi chùm tóc của Thái. Tại trời nóng quá nè, ổng cột chùm tóc. Sao không cột cộng thun cho nó đẹp đẹp á? Cột cộng thun này không có thấy màu gì. Cây mai này dai quá ha, chết rồi mà nó còn dai. Phải có cái xà beng á, thiệt là bén á. Cái xà beng này sắn được sâu lắm, đứt cái rễ mai. Rễ sâu dễ sợ. Để qua lại. Có hai cây bông á, giờ mình lấy cây mai thôi để trồng xuống, còn cây bông đó thì mình lấy đất mình trồng lại trong cái chậu. Cây mai này khó lấy luôn à. Cây mai này là từ khi là ấy chậu ra vậy đó, hết chậu luôn á. Mấy anh em á làm kỹ lắm, tại nói là đứt cái đuôi chuột là cây mai chết, đứt mấy rễ nhỏ không sao hết, nên ghi từ từ ra. Mấy em này dưới quê nên biết trồng mai. Cho đất mới đi. Trời ơi, đào cây mai cũng cao lắm. Thảo mới trồng 3 cây sứ nè. Tới nè coi, em chàng hiêu ảnh ương gì leo đây nè. Ngồi nè. Cây sứ này sứ cẩm thạch á. Em chàng hiêu ảnh ương. Thảo về Thảo thích lắm. Người ta bán có mấy đô cây à. Cây này là 4 đô nè. Sứ thường. Có cây này bông đẹp lắm. Có 2 đô cây à.
không biết bông gì luôn. Buổi tối mà đẹp quá ha. Bên đây chậu nữa nè. Ờ rất ơi, tối mà mấy đứa này cũng bơi nữa nè. Trời nóng quá, nóng nực quá. Ra hồ bơi bơi. Để cho bơi một chút rồi lên, hồi trưa giờ bơi 2-3 lần á. Cây này thì có nụ rồi, chưa nở bông, mà nở bông ra nhìn nó hồng hồng vậy chứ nở ở phía trong cánh là màu đỏ sậm sậm. Mới đi về hả con? Ừ. Mua cái dầu xả cho mẹ không? Có hả? Cảm ơn nha. Thở về đây tóc bù xù quá. Mua chai dầu xả nè. Thái mua cái gì vậy? Tắm đi. Bên sân đó, ra bơi nữa. À, cháu nói tối có gắn đèn trên cây sòi nữa kìa. Ừ. Cái đèn cây đây nữa. Có, ở ngoài đây có đèn nữa hả? Có hồ bơi, lúc trước con gắn. Trên gắn thêm dạy cái hồ bơi. Đúng. Dạ. Mới mua số trúng hả Thái? Về mua số trúng. À, trúng 200 ngàn hả? Là được 400 ngàn hả? Mở tờ 100 ngàn, 40 hả? Trời ơi, trúng số là mở tờ 100 ngàn. Dọn dẹp, tại bữa nay là đám giỗ bà nội của Thảo. Cho mấy đứa dọn dẹp giường. Nói Vincent á, phải về đây phải hoạt động đồ lên. Rồi cái này là bàn người ta đem lại để đám giỗ. Ở đây đám giỗ cái mình đặt một bàn ăn vậy là 1,5 triệu đồng á, Việt Nam đồng là khoảng 70 đô hả Bảo? Hả bảy 70 đô. À 1,5 triệu là 70 đô. Bàn ăn vậy đó, 10 người. Cái người ta đem bàn tới, ghế tới, mấy cái nồi lẩu, mấy cái đũa muỗng, khăn giấy luôn. Đây, người ta đem tới sẵn vậy cho mình á. Rồi người ta lại người ta múc đồ ăn, người ta đãi luôn. À, khăn giấy nè, dĩa, muỗng, rồi giấy, khăn giấy ướt nữa, đũa luôn, giá đồ. À, xô đựng nè, nồi lẩu, đầy đủ hết trơn à, ta chở là vậy á. Rồi cái chừng nào người ta nấu đồ ăn người ta lại ta đãi, người ta đem ra ta đãi cho mình luôn. Còn giờ kêu mấy thằng nhỏ nè mở mấy cái cây đèn. Ô cái đèn này đẹp hả xinh, đèn chớ sáng giường á, đèn năng lượng mặt trời. Bảo thấy cắm sao được, Bảo cắm đi. Ừ cắm giữa đi, hai xích vô Bảo để xe rồi chạy nó đụng hả Bảo. Ừ xích vô một chút nữa đi, thấy không? Ừ đó Bảo, hợp lý Bảo. Để nó cán uổng lắm. Thở về làm xong rồi cái bể ống nước cái chỗ này nè, đào bể ống nước cái đào lên sữa hư cái cỏ luôn. Xích gì, xích ra một chút ba. Ừ. Ừ. À, xích xích gần mấy cái cây á, kiếm ba cái cỏ của nó quá không nó la mình. Ở mảnh này đâu sao cỏ mọc được mà Bảo. Ừ, bye bye cà chê, đi học hả con? Học giỏi nha. Ừ rồi bye bye nè, nhỏ cháu đi học. Giờ sao? Mấy cái đèn này nó hơi cục cái đầu xuống ha. Mình để vậy nó chớ chiếu lên tường. Chớ chiếu lên tường cho đẹp hả? Ừ. Chứ không phải chiếu ra cái hồ hả? Chiếu ra cái hồ đấy. À. Hỏi bà Thái coi Thái. Chiếu làm sao được? Ừ chiếu ra cái hồ bơi nó mới đẹp Bảo ơi. Chứ tường đâu có gì đâu đẹp. Hồi trước á, ở đây là dừa, mận, ổi, chuối. Cái xong mấy đứa em á đốn để xây cho ba. Tại giờ ba không có đi đâu được á, cho lâu lâu ba ra ngồi đây nè cảm thấy vui. Áo ơi trong đó nó có nắng đâu mà chạc. Ừ mình phải ghim chỗ nào sáng á, nó có nắng. Ừ chỗ nào có nắng để cho nó sạc cái đồ sạc của nó trên. Gáo gáo. Buổi sáng giờ Thái với lại hai đứa nhỏ nè đi ăn sáng. Ở đây không có nấu đồ ăn sáng nhà. Ra tiệm ăn 1 đô tới 5 đô tùy theo quán. Mà thường trung bình là 2 đô với 3 đô là ăn được rồi. Ở dưới quê này thì rẻ hơn trên Sài Gòn. Ở trên Sài Gòn thì giờ giật giá mắc á.
Rồi rồi ông ngoại nè. Ba Thảo sáng ra tập thể dục. Nói đó đi ăn rồi, còn ba đi tập thể dục. Ba cái chân còn đi được lắm, hoạt động được mà cái cột sống á, ba đốt thối quá rồi. Nên về thăm, chủ yếu chơi với ba, cho ba vui. Phải có người phụ giúp á, chứ không có mẹ mình mẹ không có làm nổi. Thấy thương ba hiền. Hiền lớn, hồi nhỏ lớn không làm tổn thương ai. Không biết cây lộn nó bị người ta la không. Biết làm lao động hơn nên giờ yếu. Đường làng quê vô nhà của một người dì ở sớm. Giờ chiều rồi nè. À, có dí chị không? Dạ đừng dí chị nha. Mấy ngỗng quen với Mười á, Mười cho chó ăn. Có con chó nhốt trong đó. À, có mấy ngỗng kìa đưa đưa cái miệng sợ muốn xỉu. Hồi xưa bị ngỗng dí một lần giờ Thảo sợ. Mấy con chó này không quen mà nó cũng ngoắt đuôi mình nữa nè. Đó. Đứa nào mày chơi cho biết chứ. Dạ. Chứ mấy năm không về mà. Mấy năm, 3 năm 10 hồi dịch tới giờ ha. 7 năm. Bữa da xanh nó nặng dễ sợ luôn. Giờ tối rồi mà năm nay không có. Ơ sari nè, có trái rồi Vân ơi. À, cây sari năm mấy năm trước cũng xuống hái ăn á. Mót sari. À, có trái chín kìa. Có trái chín trên nè Thảo. Trái chín trong đây mấy trái quá trời luôn. Kìa trên nè, trên thân cây kìa. À. Nhìn vậy mà cũng có trái chín nha. Ăn 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 xe ghi ngót nó ngon. Mười nó già quá hả Mười? Già dữ lắm rồi đó. Ba hôm nay là khoảng mấy rồi? Vừa đâu rồi đó? Vừa con xin về con lấy cơm á. Chi vậy? Con ăn cơm dừa. Mày đi ăn về bển ăn hả? Mày đi chơi đi vậy? Thiệt luôn á. Đấu buồn rồi mày đem về ăn. Buồn hả? Ừ. Nó không phải dừa nạo á. Dừa nạo thì không có. Ừ. Con muốn dừa nạo. Dừa à, không phải dừa đâu làm mứt á. Dừa nạo con mới bẻ rồi không có. Dừa làm mứt á Mười ơi. Dừa làm mứt không có con ơi. Mời ơi, ăn tại dưỡng ngọt quá mời. Bởi vì tao nói hôm đó tải hết sức tải luôn nha Thảo. Ăn đi kiếm ra ăn sao ghi gì cười quá, không có một chùm. Không có chùm quay. Ăn gì mệt quá hả mời? Mời có cây ổi hồi xưa con leo hoài mời. Hả? Cây ổi hồi xưa con leo hoài nằm đâu ở đây nè. Ổn quá trời mời. Tao biết rồi tao cũng hết nhớ rồi mày. Cây ổi hồi xưa ngày nào cũng xuống là cũng me nó có trái chín. Nha, giờ chưa ăn sao ghi về ăn hết cây của người mới đi. Đi đi. Đi. Thấy thì ghi sống luôn. Dạ. Con trái ngon rớt rồi. Con trước thăm Mười con ăn sao ghi được rồi con đâu cần ăn gì đâu, sao ghi là ngon nhất cuộc đời con. Hôm nay thì chưa ăn sao ghi á. Sao ghi sống nhiều á. Vô Mười chơi. Con nhãn không Mười, con nhãn. Cái nhãn cây khế. Trời lớn ơi buồn quá, năm nay không có nhãn khế gì hả? Con đi mà con mắt con nhìn trái cây không mà con đi kiếm trái cây. Mười cái này xăm nha. Cho bác mười một bát đó. Cái gì? Ngậm một ngày 2 đến 3 lát, sáng lát, trưa lát, chiều lát. Gì? Xăm một ngậm cho mà khỏe đó. Tao lấy thanh long rồi gỡ gì cho mày. Mình lấy luôn đi. Thôi cho con trái dừa được rồi. Một đống dừa khô luôn. Xin trái nào non á. Lấy trái nhỏ, ở trái gám. Trái gám á. Trái gám. Mấy ấy được chứ. Cái này ngon rồi, không tới đó không ngon. Ủa, thím đơn hay vậy? Ngon nè. Trái con lấy cơm á, con lấy cơm gám. Nửa đi, lấy nửa đi. Trái này sống không? Hả? Hai trái này nó ra nó sống nè, thím tư. Ừ, đúng rồi, lấy luôn đi. Không, con lấy hai trái thôi. Trái nào mà nó thiệt gám á, thím tư. Thiệt gám nè. Một đống dừa của bà dì nè, xin hai trái rám nạo ra cải ra lấy cơm á, cái đông đá. Ờ, phải biết tao nói ổng dịch cho mày cái dừa nạo là mất. Dạ cái này được rồi, nay nó rẻ quá nên không có bán hả thím. Ừ rẻ quá còn có 20 năm 2000 à. Dạ giờ thím khỏe nha. Dạ. Năm tới năm sau gì con về ăn thăm. Dạ, rồi rồi cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Nha con để con mới tới con thăm nữa được chứ thì giờ con xin dừa nữa vậy. Ừ. Đang có ăn đu đủ không? Nhiều lắm, mẹ con mới hái 3 trái. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, đu đủ này chưa được chín mấy mà. Chưa được chín hả? Giờ dạ. Đâu có. Con nhà con xin hai cái dừa là ngon rồi. Ừ. Khuya này đi rồi hả? Dạ. Sao về ít vậy Thảo?
Dạ con về tháng đó chứ. Bưởi da xanh hả chứ? Bưởi da xanh. Giờ lúc này không có trái. Dạ con không ăn bưởi được. Cái thuốc của con không ăn bưởi được. Vậy hả? Nhìn chơi vui vậy thôi. À. Có mấy cái thuốc nó kỵ bưởi á. À. Cảm ơn thím nha, rồi thím giữ sức khỏe nha. Thím cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Rồi ôi cảm ơn con nha. Dạ vậy dạ, con càng ngày xin càng phép trẻ. Nha. Rồi con về con đi mạnh giỏi nha con. Dạ con cảm ơn. À. Con đi mạnh. Con bận đồ bỏ rồi con đi luôn. Trời ơi đẹp gái bận gì không đẹp. Dạ. Ôi đưa về. Thảo đi thăm các cô bác ở sớm. Rồi mua áo dài nữa. Mua vài cái áo dài để tới Tết cổ truyền á. Mặc áo dài đi lễ hội xuân ở San Jose, California. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã cùng gia đình Thảo về Việt Nam có những kỷ niệm vui vẻ ấm áp nha. Chúc bà con cô bác luôn khỏe và bình an. Hẹn gặp lại trong video mới. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.